hải sản Tí Mập là ai cũng biết thôi. Lên Google đúng không? Lên Google là hải sản chợ hải sản Tí Mập này. Thì Phương cũng đã quay ghi. Đây là cái cửa hàng. Coi như là hàng ngày cũng như thế này là sáng là cũng không có vắng người đi qua lại đó, không có ai vô mua hết. Tất cả mọi người đều mua ở ngoài hết. Đến nỗi mà người ta ở ngoài đường người ta đi, người ta nghĩ là trong chợ là không có chợ trong này. Người ta chỉ nghĩ là ở ngoài không có người mua. Không có người mua hả? Thôi từ từ có người mua mà. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay thì Phương sẽ quay cái chợ Điện Biên cho bà con cô bác xem đó. Thì có một số khán giả cũng vô nói là nhờ quay cái chợ Điện Biên, chợ Bình Tân này. Thì Phương đang đứng ngay chỗ ngã tư đó, Võ Thị Sáu, Phước Long. Bữa đây là buổi sáng, thường thường là buổi sáng cái chợ Điện, chợ Bình Tân đó, rất là đông luôn. Bây giờ Phương cũng có một số mua, bây giờ Phương cũng vô trong chợ mua một số vật dụng đó. Thì sẵn đây thì Phương cũng quay cho bà con mình xem chợ Bình Tân buổi sáng như thế nào ha. Và cái trong lòng chợ coi được người ta có bán đông không đó. Rồi bây giờ bà con cô bác anh chị theo trong Phương ha. Bây giờ Phương sẽ qua cái ngã tư này, cái phía mặt Võ Thị Sáu đó. Người ta bán hải sản cũng nhiều nè. Chào em. Chào em. Chào chị. Ở ngoài đây người ta bán rau, bán cá, bán trên vỉa hè này cũng nhiều nè. Giờ đường cũng thoáng đó. Bây giờ Phương đi hết cái đoạn mà người ta bán nhiều rồi, Phương sẽ đi lên cái khúc trên cái cửa đi vô chợ đó. Chào em ạ. Chào chị. Dạ một hả? Ké hả? Dạ chào chị kia. Ủa bán ké đây được không chị? Dạ. Bán được không? Bán được, được, không có người mua. Không có người mua hả? Thôi từ từ có người mua mà. Rồi, rồi chào chị, chúc chị may mắn nha. Rồi em chào chị. Gặp mấy chị cũng mấy chị bán hải sản ở đây cũng vui vẻ nữa nè. Dạ. Chị tên gì đó giờ, giờ bữa chị tên gì? Diễm Kiều. Không em hỏi thiệt á. Tên Diễm Kiều. Chị bán cá nhiều khi mà khán giả coi kênh của em đó. Rồi ta đi chợ ở đây nè. Kênh Nha Trang Biển Xanh đó. Biển Xanh đó thì biết cái tiệm của chị đó bán. Đang quay hả? Ừ đang quay nè. Bán cá Biển Xanh khi nào lên sáu. Chiều chị coi ha. Bán cá ngon, bán rẻ đồ đó, người ta đến cửa hàng của chị ha. Đúng rồi. Đây là cái gần cái cửa hàng ngay chỗ cái tiệm thịt này. Hàng có dung về đâu, có con nuôi. Là cái tiệm của chị ha. Còn đây là tôi, hàng có Diễm Kiều bên đây. Đây là Khởi. Rồi. Rồi chúc chị bé. Đây lụm nè. Bên đây luôn ha. Đây lụm. Đây ngón lên đây, đang quay clip á. Rồi. Ai ra chợ Điện Biên thì tới cái tiệm này ha, bán nè. Bán rẻ đúng không chị? Rẻ, ok luôn. Ngon tươi ha. Rồi chào chị ha. Rồi chúc may mắn nha. Thì Phương gặp cái chị bán hải sản này thì cũng vui tính đó. Rồi Phương bây giờ Phương sẽ đi dọc dọc theo cái bên này là bán hải sản này. Bán ba là đây. Xin chào. Bên này bán hải sản, phía trên này bán có mấy hàng hải sản rất là nhiều nè. Rồi chào chị. Xin chào, bán được không? Được. Hải sản ha, hải sản ở chợ Bình Tân ha. Rồi. Cái này của người ta. Đây là chị, cái cửa hàng này của chị hả? Hải sản Tí Mập à. Hải sản Tí Mập là hải sản là chị là chủ ở đây ha. Mùa này bán đỡ không chị? Được. Cũng được hả? Ngày trước thì em nhớ chị bán ở ngoài này ha. Lúc nào giờ chị lên. Bán giá phải chăng không? Giá rẻ không? Rẻ. Rẻ ha. Thì ai chợ tới chợ Bình Tân thì sẽ gặp cái quán Tí Mập này ủng hộ cho cái shop hải sản của mình ha. Dạ. Rồi xin chào chị ha. Đây này nè. Chị bán đủ thứ nè. Cũng quá trời hải sản luôn nè. Đây là đây là cua đúng không chị? Cua, ốc. Đây là ốc hương. Ốc hương rồi nè.
À, đây là ốc móng tay, móng tay đúng không chị? Móng tay này. Rồi em vô quay cửa hàng chị được không á? À, đây là tôm hùm ha. Đây mình vô, người ta cũng vui vẻ để cho mình vô quay cái tiệm của người ta đó. Đây tôm hùm, đây là cá mú, đây là cá mú à. Cái này mú ra thiên nhiên đúng không? À mú bông hả? Ồ quá trời luôn nè. Mua ở đây thì cũng chắc rẻ lắm nè, khỏi vô nhà hàng ha. Sò huyết nè. Như bây giờ ốc hương nhiêu ký em? Ốc hương 260 hả? À 260, 230 một ký, đủ loại hết hả? Ồ trong đây có tôm hùm nữa nè. Ồ chợ Bình Tân này bán hải sản nhiều quá nè, đây tôm hùm nè. À, đã phương quay hết cái xa cái vựa hải sản ha, quá trời luôn nè. Trong này những cái hồ đỡ lọc nước đó. Thì không biết giá cả như thế nào đó thì mình cũng quay thôi, nếu mà đỡ mình hỏi thử shop shop vựa hải sản này em, để mình ra mình hỏi chị chủ này như thế nào đó thì mình mới biết được. À, đây là tôm hùm nữa nè, này thì mình cứ quay rồi đó. À, cái tôm hùm ở đây bán nhiêu một ký? À, size 2 con ký 800, b con ký 700. À, bán đủ thứ ha, hải sản, tôm hùm, tôm đủ loại em à. Tôm tít, tôm đồ có bán không? À. Tôm sú đồ cũng có bán luôn đúng không? À. Vậy đó hả? À, giá cả chắc là phải căng đúng không? Ở đây là bán rẻ nhất chợ Bình Tân. Vậy đó hả? À, thì chủ chỉ nói là thôi trên là... điện thoại á, là chợ hải sản Tí Mập là ai cũng biết hết. À, lên Google đúng không? À, lên Google là hải sản chợ hải sản Tí Mập này. Thì Phương cũng đã quay ghi. Đây là cái cửa hàng của chị đó, chị nói là bán rẻ hơn, thì nếu mà bà con cô bác du khách đó ra Nha Trang thì cứ mua và coi nói như là trà so với cái hạt đó. Đừng để cho taxi dẫn đi, à. Dẫn đi là tới nó ăn cò liền à. Vậy đó hả? Coi như là đi trực tiếp ha. Giờ đi trực tiếp luôn. À, bây giờ em quay cái cửa hàng này, cửa hàng chị là cái số của chị nè. Rồi chị nói đọc số điện thoại của chị đi ha. Hả, số điện thoại chị á? Rồi, thôi chị đọc đi một lần nè, cho nên người ta tin cái số điện thoại của chị nè. 032 6 6 6 2 9 7 2. Rồi ok, bây giờ đó số hải sản đây Phương cũng đã quay đó. Thôi em chúc chị may mắn nha. À, bán luôn được nhiều hàng ha. À, đúng rồi. Bây giờ là lên thành sếp đúng không? Thôi em chào chị nha. Du lịch ta biết chị nhiều lắm. À, chị là cái cửa hàng mình bán uy tín là tất nhiên là người ta sẽ đi tìm đến cửa hàng mình đúng không chị? Bán đông lắm, bán đắt lắm. Dạ. Đây cửa hàng đủ loại mực luôn. Đây là đủ hàng mực luôn nè. Mực khô, mực tư, mực đầu đầy đủ đấy. Rồi. Bữa nào mà nếu mà em quay mà lượng khách đó đến xem cái kênh của em đó, đến mà mua nhiều đó, rồi chị tặng cho em một ký tôm sú nha. Rồi, em chào chị nha, chúc chị may mắn nha. Rồi bây giờ Phương đi thẳng lên cái kia đó. Rồi em chào. Bây giờ phía bên này thì cũng vắng hơn đó. Thì ở bên đây là bán hàng nhựa nè. Để lát Phương vô trong lòng chợ đó mình thì Phương cũng mua ít đồ rồi Phương sẽ quay luôn. À, bên này cũng bán hải sản nữa nè. À, dưới này dưới chợ Bình Tân là bán hải sản rất nhiều luôn ha. Xin chào, chào anh, bán được không, bán đỡ không? Cũng tạm tạm hả? À, cái shop này bán cũng nhiều ha. Đó. Đây nè, cũng bán móng tay rồi sò rồi nè. Cua nè, đây cua nhiêu ký? Cua này sáu, cua gạch thì 700, cua thì 6 cua gạch là
đây là quay làm gì đấy? À, lên YouTube á, lên lên quay lên luôn đi. À, đây lên chiều lên kênh Nhân Trang Biển Xanh này sẽ có cái shop của mình ha. Để mọi người biết đấy. Quay dừng đây. Đây là đây là em thấy tôm bơi bán sao cái cho cái giá nó phải chăng ha. Đây là tôm nè. Đây là mực gì anh? Đây là mực lá. Gì đó ha, quá trời luôn nè. Đầy đủ hết. Rồi. Cái shop của anh tên là shop gì? Anh có thể đọc được ngay rồi anh của nhà Hải 44A đường Võ Thị Sáu. 44A đường Võ Thị Sáu. Gặp Vũ. Gặp Vũ ha. Vũ. Anh có thể đọc cái số điện thoại của anh trên cho mọi người dễ biết về cái shop của mình đó. Họ nhiều khi họ đây là không biết đó. 0345 đây cái số điện thoại nè. Đây nè 0345 nè 786 886 đúng không anh? Okay. Đây là cái số của anh Phú, anh Vũ bán hải sản ha. Okay. Rồi chúc anh may mắn nha. Okay. Bán luôn nhiều hàng ha. Okay. Rồi chào anh ạ. Bây giờ Phương sẽ đi phía bên đây thì bán hải sản, bán ngồi đường rồi. À, xin chào. Đây bán thịt, bán đồ, bán dưới này nè, để bán hải sản rất nhiều nè. Và cô bác mà du khách có ra đây đó thì mua hải sản ở đây thì cũng nhiều chỗ đó, giá cả rồi chỗ nào ngon thì mình mua. Cái chị bán hải sản đó là nếu mà mua thì cứ đọc qua số điện thoại đó. Đọc qua số điện thoại đừng có kêu là nói là chị nói là đừng qua taxi đó, sợ ăn cò ăn đồ đó. Thì Phương cũng đi ra ngoài đường có gặp đoạn nó nhiều như đội nhạc đó thì Phương sẽ qua cái đoạn này sẽ bị có người hát nhạc. Bây giờ Phương đi cái lối này là cái cổng của chợ Bình Tân đó. À, bên đây nè. Rồi xin chào. À, bên này là bán cá lắm đồ ha. Bán nhiều rồi. Rồi xin chào. À bữa nay bữa cũng mua con kiệu của chị ngon lắm nè. À cái này là cải đúng không? À bữa mua cái cải của em nó ngon á. Bữa nào có dịp anh ăn cái kho cái gì anh sẽ quay lại ha. Rồi chào anh. Ôi chào chị. À, bán cá đây hả? À, chợ đường chợ Bình Tân rất là nhộn nhịp ha. Bán hải sản đồ, bán trái cây đồ, bán đồ rất nhiều đúng không em? Đây bây giờ cái trước cái cổng chợ đó thì cũng có người ta cũng treo cái khẩu hiệu đó. Tháng hành động an toàn thực phẩm 2022 này. Bên này thì có bán hoa, bán đồ này. Rồi bây giờ Phương thẳng vô chợ ha, để mua một chiếc đồ đó. Ôi xin chào. À, xin chào chị. Ôi xin chào. Chào em. À, chào chị. Xin chào. Bán đỡ không? Cái địa tiệm bán nữ cha đồ trang sức ha. Rồi xin chào. Trong đây thì người ta buổi sáng người ta cũng dọn chợ đó thì Phương cũng mua mớ đồ ở trong này thì Phương cũng quay luôn. À rồi, hai tô mì quảng rồi chị nghe. Bây giờ trong chợ là người ta bán shop đồ cũng nhiều đó thì Phương sẽ đi hết cái chợ Bình Tân ở Nha Trang này ha. Rồi đây là người ta bán
ba lô. Em chào chị. Em chào chị. À, chị ngó thôi. Nghiêm quá, thằng này cũng ngại. Giờ Phương thẳng xuống cái chỗ mà bán bún bán đồ này. Xin chào. Xin chào. Phương thì cũng hay đi ra ngoài chợ này bạn mua những cái bún rồi này. Ở đây bán cũng giá thì cũng được lắm. Bán bún. Dạ không có. Đây là bán hàng đồ khô ở phía bên này. Phương cũng mua một mớ đồ. Em chào chị. Bán được không chị? Được em. À cũng được hả? Lâu lâu thì dạ. Để lắm hả? Sao bữa nay em thấy ở trong đây đông mà? Đông có người vô đó, em thấy chợ người nào mua đâu. À gì đó hả? Người bán. Em ở đâu mà đi quay? Dạ em hay mua bún của chị nè. À nhưng mà em nè là YouTuber. YouTuber hả? Dạ. YouTuber để làm này trung tâm. À chị, kênh của em là Nha Trang Biển Xanh đó, thì em đi buôn mớ đồ thì sẵn có bà con Việt kiều đó. Là nhờ em quay cái chợ Bình Tân thì hôm nay em mới rảnh nè. Rồi chị là bán đồ bán bên đây đúng không? Rồi. Dạ bán cho em mới đồ chị. Em mua gì? Cái gì? Chị này thì Phương cũng hay mua lắm đó, mua. Chị cũng vui tính ha. Chợ chị có thương hiệu không? Đó chị hàng nhựa đó. Hàng nhựa hả? Thôi bán cho em cái đồ lâu nhà đi chị. Bán giá rẻ đúng không? Anh lấy cây hay là cái cây nào mà tốt nhất á? Tốt nhất hả? Mình là giọng trong thùng hay là ở ngoài? Giọng trong thùng đó chị. À đưa cái cây lại. Rồi chị bán đi ha. Chị bán giùm em loại tốt ha. Dạ một cái thôi, em một cái thôi. Đưa lại tốt cho anh. Thì chị lấy giùm em sẽ quay qua bên này cho bà con xem đó. Bây giờ Phương sẽ đi qua bên cái hàng rau này. À bữa nay cũng gọn gàng quá ha chị ha. Gọn gàng sạch sẽ nhưng mà em chào chị. Dạ. Bé hàng nhiều đi quay. Dạ. Không nhiều Việt kiều đang nói là em quay giùm cái chợ Bình Tân. À chợ Bình Tân ở đây vắng lắm, tươi vậy chứ mà. Gì đó hả? À chị này bán, chị này là bên hàng này bán mít ha. Bán ớt thì mua bán mà thành tợ bán cái nguồn ngủ không luôn. Cái củ nguồn ngủ chung cái phòng ngủ, nguồn như này nóng chung cái phòng ngủ. Dạ. Không có nguồn đi vô. Bây giờ tính sao vụ hết vô bộ cái kiểu này thôi chứ. Nói chung tình hình cũng có khó khăn mà cố gắng vượt qua đó cô. Bây giờ người ta cũng bán nhiều lúc không đủ mà tiền mà đóng thuế đây nên là nè. Dạ, đóng thuế là một như cái quầy của cô là đóng thuế một tháng là bao nhiêu tiền? Bây giờ đóng thuế họ không nhớ rồi, dạ. Ra nó đóng giờ cũng không nhớ, biểu đóng như đóng giờ tôi bán mấy chục này mà cô cũng không nhớ là đóng bao nhiêu. Dạ, mình phải coi chứ. Mình cứ coi cái hóa đơn chứ đúng không? Dạ. Chị này buồn thì cái câu này khó khăn cũng thấy cũng vui nè. Vậy chị ha. Ở đây tình hình chung. Dạ tình hình chung mình phải cố gắng vượt qua chứ bây giờ sao giờ. Đúng. Không sao, vì mỗi người mọi tính mà chị ha. Dạ cố gắng cô. Vậy là Việt Nam cố gắng cố lên mà chứ cố lên. Dạ. Dạ. Chị tên gì? Chị cái cửa hàng của mình là tên gì? Hàng rau mà. Hàng rau tên Hoa. À hàng rau chị Hoa. Chị cũng ơn người ở Nha Trang mình ha. Rồi bây giờ Phương sẽ đi phía bên này đó. Em chào chị ạ. Yeah. Thì nói là bà con nó quay thì quay cho hết chứ. Em chào chị. Em mùi xa. Xin chào. Đây bên này cũng bán hàng rau, hàng đồ này. Dạ, quay cho bà con xem đó. Dạ, em chào. Bây giờ Phương qua cái hàng thịt này. Em chào chị. Dạ, em chào chị. Bán đỡ không chị? Trời ơi, bây giờ ở trong chợ là người ta bỏ hết ngồi đường là nhà nước cho bán.
cho nên làm sao mà ở trong đây mình bán được. Dạ. Bây giờ bán đặt cái đường đó mà không ai làm gì được hết. Không đi quay chơi quay em mà em quay cho Việt Kiều ta xem đó. À. Em đi cái chợ nào thì người ta cũng nói là cũng khó khăn đó, tình hình cũng chung thôi à chị à. Mình cũng cố gắng thôi ha chị ha. Nhưng mà mấy ông nhà nước cũng làm sao thương hết nha, cho làm chợ. Bán tràn lan làm chợ thì không có đâu. Chị cũng bán à. Dạ làm chú chút chơi mà. Đây chưa có bán hả? Thôi chúc chị may mắn ha. Rồi. Phía bên kia là coi như là hết rồi chị. Vâng, còn ra nữa. À, mà bên kia bán nhiều không? Bên kia là chỉ bán quần áo, còn tập mẹ đồ, mua đồ này nè. Chúc chị đây may mắn ha. Chợ cá rồi, nhìn xuống chợ cá ra đây. À, đây là bên nhà. À, bên đây là chợ cá ha. Xin chào. Rồi, xin chào. Xin chào. Bây giờ Phương qua cái chợ phía bên chợ cá nè. Chị lái con này nha. Rồi cho trong này thì người ta bán ít hơn à. Trong này là người ta bán ít hơn, bán bán cá, bán hải sản rồi ít hơn này. Xin chào. Bán được không? Ế lắm hả? Dạ, chào chị. Chào chị. À. Mà bán cái gì bán hết không? Bán buổi nào cũng còn, buổi chiều thôi. Buổi chiều hả? Buổi chiều rồi sao? Thì buổi chiều bán được thì bán, còn bán không được thì muối lại ngày mai. Vậy đó hả? Nói như cái biển, nói là chợ bây giờ nó tan qua như vậy. Rồi cố gắng lên ha. Cố gắng buổi đó mà dùng cho vô đây ha. Bữa nay là dạng như là vô phương cứu chữa, không làm gì nổi, mấy người kia ngoài đường rồi. Chợ này gần bị nó tẩy chay rồi, không ai vô chợ nữa hết á. Cái đó nói thiệt luôn á. Thì Phương vô đây Phương thấy là nhiều người cũng than đó. Nếu mà chính quyền nhà nước không can thiệp thì chợ này có thể xóa sổ. À, thường thường là mấy cái giờ này là thường thường là đó, cũng có thể sáng sớm tới chiều tối nó cũng như vậy á. Mấy hôm là đông lắm, mà đèn ngày bị dịch Covid á, ảnh hưởng dịch Covid tới giờ là coi như không đông luôn. Dạ. Rồi dạ, chúng tội nghiệp à, bé cũng buồn ha chị ha. Dạ. Thấy buồn quá. Thôi cũng cố gắng lên ha. Cố gắng lên chị. Cố gắng thì nổi anh, cố gắng, nhưng mà dịch qua mấy tháng rồi là không thể nào cố gắng nổi. Dạ. Mà tiền thì càng ngày chi phí càng cao. Cho chị nói với chị ở đó cho mẹ còn nói nữa. Còn giá thì lên cao, mà xăng dầu rồi anh thấy không? Rồi chợ chị em mà bán được. Buổi sáng dắt này là cao điểm mà con có mấy người à. Có 2 3 người à. Dạ. Thôi em cảm ơn chị ha. Ngoài đường bắt thành lập chợ tự phát rồi, trong đây là không có thể nào còn. Chị nói đúng rồi, ngoài đường thành lập chợ tự phát rồi, nên là trong này là bán rất là ế ẩm. Không bán được luôn. Không bán được, bây giờ phải nhờ chính quyền can thiệp sao giải quyết cái chợ tự phát nó vung chung vô đây. Đó, thì mới bán được. Chứ từ ngày Covid trở đi là ngoài đường đó thành lập cái chợ tự phát. Đó là bà con tiểu thương trong đây không bán được. Mà trong này đóng thuế này nọ rất là nhiều, cho nên nhờ chính quyền phải làm sao mà về cái chợ tự phát ngoài vỉa hè ngoài đường thì cái chợ truyền thống nó bước khôi phục lại thôi, như vậy đó. À, người dân tiểu thương trong chợ coi như là ngồi chơi không cả ngày không bán được, nó đâu có bán được đâu. Không dù bây giờ ngoài đường người ta bán tập trung người đó hết rồi, như là coi như là như và ban quản lý trên tỉnh đều xuống giải quyết cho người dân chứ chợ đỡ gì tiền đâu đóng thế. Đó, bán mình tự tập đó, giờ không à? Nhìn chỗ chợ không có người nào. Ở con là thấy tỏ gơ chưa? Sáng cũng vậy mà trương vậy ngày nào. Ngày coi như là hàng ngày cũng như thế này là sáng là cũng không có vắng người đi qua lại đó, không có ai vô mua hết. Tất cả mọi người đều mua ở ngoài hết. Đến nỗi mà người ta ở ngoài đường người ta đi, người ta nghĩ là trong chợ là không có chợ trong này, người ta chỉ nghĩ là ở ngoài đường có thôi, trong chợ là không có. Cho nên những tiểu thương trong chợ là không thể nào bán được. Mà thuế là vẫn đóng hàng tháng. Tiền đâu mà đóng, không giảm thuế, không có tiền, không có khả năng để đóng.
Thì ngày nào cũng như ngày đó thôi. Phường không nghe chị bán rau, cái tiểu thương ở đây đó thì cũng nói là cũng khó khăn đó. Thì bây giờ thì bây giờ cũng 8 giờ 5 rồi, thì lượng trong cái lòng chợ đó thì không cũng vắng đó. Thì chị cũng nói những cái bức xúc. Không có một người nào hết, coi như là từ bắt đầu sau dịch xong đến bây giờ là mấy tháng nay rồi, nó như thế này thôi, không bán được. Cái này là chỉ có bỏ bạn hàng, nếu không có bạn hàng là chắc không thể nào mà có thể ăn đủ ăn một ngày luôn, không thể nào cũng ăn một ngày được, không đủ, không đủ ăn luôn á. Nhờ có múa lái được, còn không có múa lái là một ngày là bán lẻ không đến 100.000 đồng. Thì hỏi làm sao có lợi nhuận đâu, thế má đóng lung tung hết. Thôi Phương cũng mong cho bà con cố gắng vượt qua đó. Thì Phương cũng đi vô chợ mà nghe cũng nhiều người nói mà thấy công tòa nghiệp bây giờ cũng rất là khó khăn đó. Con cũng hay đi nhiều chợ lắm cô, nhiều rất đi nhiều chợ, thì chợ nào mà nó cũng nói giống như cô thôi. Đường bán hết rồi đây nè, cho không tin đó là một chút con đem về đường con quay tấp nập người mua từ đây lên đây ngoài đường á. Bây giờ Phương cũng quay lại lấy một mớ Phương dặn mua đó. Ôi xin chào, bên này là cái hàng trái cây ha. Đây là một người trái cây của bạn của mình đó, là người này thì cũng học lớp cùng mình hồi xưa. Xin chào. Hả, à, như cô bé đúng không? Đúng rồi, cô bé. Trời, bữa nay đẹp trai, tôi nhìn đúng đẹp chứ. Bữa nay làm cái gì đây? À, bữa nay đi quay hả? Chơi. Chiều nhớ lên Nha Trang biển xanh ha. Bây giờ Phương cũng quay lại cái mua cái dụng cụ lau nhà đó. À, cái này là bao nhiêu tiền? Cái đó là 130 loại cao cấp. Hàng của Thái, nhân dân với Việt Nam của mình, hàng rất là bảo đảm, chất lượng, có gì trục trặc là ra hàng đây sẽ đổi lại cái khác. Rồi gì đó hả? Ra chợ Bình Tân là hỏi lên cái sạp 22. Sạp 22. Tên gì chị? Tên Thủy. Tên Thủy hả? Ừ. Chị Thủy bán ở chợ Bình Tân nè. Giá kể thì cũng chủng giá luôn. Chủng giá luôn đúng không? Chính xác. Rồi. Cao cấp loại 1 luôn. Đúng rồi, bán chủng giá, bữa sau là nhiều khách hàng biết cái kênh của em này đây mua ha. Bao nhiêu tiền? 130.000 là giá hữu nghị luôn. Giá từng thương bến thương á. Rồi bây giờ Phương sáng nay thì Phương cũng quay ở chợ Bình Tân đó, thì cũng mua cái dụng cụ lau nhà, thì vô đây thì cũng có một số tiểu thương thì cũng vắng khách thì cũng buồn đó, thì cũng nói cái chuyện này chuyện kia đó. Thành ra nếu mà khán giả có gì thì đừng bình luận chính trị hay cái gì trong này của kênh của Phương ha. Phương thì chỉ quay những cái hoàn cảnh khó khăn và du lịch đó. Thì bà con có cái gì đó thì đừng bao giờ vô cái kênh của Phương nói này nói kia cũng tội nghiệp đó. Rồi bây giờ Phương phải thanh toán tiền cái chỗ lâu nhà nè. Rồi Phương sẽ tiếp tục quay du lịch, quay chỗ này chỗ kia cho bà con ở Nha Trang mình xem đó, không ở Nha Trang mà tất cả thế giới để biết đến cái kênh của Phương và chia sẻ những cái yêu thương, rồi những cái hình ảnh đẹp về Nha Trang đó. Rồi Phương xin chào và hẹn gặp lại ạ.